it's been a while. I know you're thinking the same. Alina, where are we at? We're going to the park. We're going to the park? To do what? Athena, to do what, Athena? Going to the park to do what? Play? How about for myself? What am I going to do here? You know? I'm going to work out? Why do I need a workout? Because you need to be skinny. Because I need to be skinny? Yeah. So you think daddy's fat? No. Really? Oh, I am fat? You don't think? You know for sure? When he was little, he was skinny. Who? Daddy. When he was little? Our daddy. Are you fat? No. How about Alina? Is she fat? No. You're not fat, Alina. I always eat bad food. It doesn't make me fat. Okay, so look at mommy's over there. All the way over there. She's with Aiden. Hey, don't. Be careful. Come here. Okay, so apparently my daughters think I'm fat, along with my wife. So here I am. I'm gonna be at the, we're gonna be head over to, we're actually at the park already, but the park on the other side of it, they have like exercise equipment where we can use the exercise. They have like ellipticals, bench press, other stuff, you know, for the stomach, like sit-ups as well. So today is July 13th. Hopefully in a month from now, you see me losing weight, or at least building muscles one way or the other. But I'm determined to exercise and be healthy. You're stronger than Alina? I'm scared. Okay, so actually, I think it's gonna be fun for us as well, because we're gonna get to have a little bit of family time together. Daddy. Aiden, are you scared, Aiden? Are you scared? Đó. Mình sẽ đi múc bên kia nha. Đừng đi qua, đi theo ba nè. Có người. Đi qua đây. Nguy hiểm lắm đó. Lại đây. Đó thì ở đây thì lúc trước thì John cũng mới dẫn Athena với Alina qua đi chơi rồi. Thì những ngày weekend. Thì ở đây thì nó ngồi kế bên cái wash. Đây là không biết kêu bằng tiếng Việt kêu bằng gì nữa, giống như là đây nè, nói chung là nước này là nó sẽ chảy ra, là nó chảy ra ngoài biển đó. Đó. Chắc tại bây giờ tại vì cái Covid cho nên người ta cũng đã không có cho những người dân chơi mấy cái trò chơi này rồi, người ta dán dây hết lại rồi. Không biết là những cái đầu tập thể dục ở bên kia người ta có ấy không nữa. Three cups. Thì cái park này á thì cũng có nhiều bàn rồi, có những cái đồ để cho mình nướng barbecue để cho những buổi weekend đó.
Đó, thì mình chỉ cần đem thang tới là được thôi. Cũng nói chung là cũng rất rất đẹp. Hồi xưa thì cho anh cũng qua thường qua đây chơi bóng rổ với em trai. Lúc chắc cái đây cũng khoảng 6 năm, 7 năm rồi. Từ ngày mà có vợ có con rồi thì là cái gì cũng ít lại hết, không có chơi thể thao nữa. Cho nên người càng ngày tuổi thì lớn mà lại mập đi. Đó. Đây nè, có thì mình tới bên đây tay trái của mình thì mình sẽ tới cái basketball court, là cái chỗ mình chơi bóng rổ. Sao con? Flowers. Đó, bóng rổ đây. Cái ở bên Mỹ thì những cái công viên như vậy đó là nó là công cộng, thì ai cũng có thể đến đây được hết. Nó không có giới hạn cho bất kỳ ai. Thì bây giờ ở đằng trước mặt của mình thì mình sẽ thấy những cái đồ mà để tập thể dục thể thao. Thì mình tới đó mình sẽ bắt đầu tập. Không biết có người ở bản đâu nữa. Ôi giời ơi, hình như người ta dán lại không cho chơi luôn rồi, không cho tập luôn. Đúng rồi. Cái gì con? Hey look, Athena. They're not gonna let us use the equipment. You see that? They wrap all the yellow tape over it. Because I guess because of the coronavirus, they don't want us to use it. What should we use? I don't know. Probably we have nothing else to use. Because that's the whole purpose of us coming over here, right? Look at that. Now we cannot use it. Yes. So I guess what we can do is just walk. Since we can't use these exercise equipment here. Okay. So. Đó, đây là những cái đồ mình có thể tập này. Nhưng mà rất tiếc thì hôm nay đã không có thể chơi được rồi. Đó, không có thể tập được. Không, đừng có vô động con. Đừng có làm mấy. Cái bên kia là giống như cái elliptical đó. Mình đứng lên mình đạp. Mình chạy. Đây nè. Cái này cũng vậy nữa nè. Cái này cũng vậy. Cái này thì mình sẽ tập vào cái ngực của mình. Mình ngồi mình đẩy lên. Thì người ta sáng kiến này cũng hay lắm. Người ta làm lấy cái cân nặng của mình sẽ trở thành là giống như cái đồ mình phải đẩy lên được. Đó. Đây mấy cái đây. Rất tiếc không có tập được. Ủa, má con đâu mới tiêu rồi. Trời ơi, má con đi còn lâu hơn là cái gì tưởng tượng nữa, đi như con rùa. Đi con. Nói với má con biết là trễ quá rồi, hết đi được. Ây da. Có sao không? You right? Gunus, be careful. Stop running, baby. Đi bà coi. Sao không? Tại chút xíu không? Ta. Be careful. Gone. Don't run. My water is all needed, daddy. Hey, Dan. Nó đâu có cho chơi đâu. Nó cọp dây hết rồi. Chỉ được đi bộ thôi. Còn nếu không mình có nó tháo luôn mấy cái này luôn rồi hả? Rồi đó thì mình nhìn tới cái bóng rổ thì mình thấy là nếu như là họ cố tình không có cho mình tụ họp nữa thì người tháo ra mấy cái đồ cái bóng rổ rồi. Cho nên chả có làm được gì cả. Bây giờ nói chung là mình nếu mà muốn tập thì mình chỉ được đi bộ thôi. Chứ không có làm gì. Rồi, bắt đầu bây giờ đi về thôi. Đi về ba tắm cho mấy đứa. Đi chơi là xíu đi. Đi lại này chơi nè. Lại đây chơi cho
đi con ơi, em ơi, em ai đình lần đầu tiên ra ngoài cảm giác vậy đó. Thế là ba đi con. Đừng có đi đâu xa, mũi cắn nha con. Rồi hôm nay kế hoạch đi park thất bại rồi mọi người. Tại vì mấy cái chỗ mà để vui chơi, để exercise, tập thể dục đó thì nó đóng lại rồi. Nó để mấy cái băng hình màu vàng đó khóa lại, không cho mình tham gia. Còn mấy chỗ chơi bóng chuyền, bóng rổ này nè, nó còn tháo mấy cái rổ xuống luôn. Mình còn không có chơi được, không có tăng bóng được. Có thể là để bộ hoặc đi bộ thôi. Buồn quá, mất công đi bộ ở đây đó mọi người. Em ơi, lại đây em ơi. Chỗ nhau cỏ này đẹp quá, lâu mai cắt bà biết không. Cỏ quá trời luôn, trời ơi, ù đã quá. Ồ, cái căn cỏ này chụp hình đẹp lắm đó ba. Đẹp. Nè qua đây con, bên ngồi đi. Ngồi xếp ba, phía này con ngồi bên đây đi. Để em ngồi đây. Ê, ê Đình lại đây con. Lại đây, đi đâu vậy? Đừng đụng mất đó. Lại đây con. Ê Đình đừng đụng mất đó, lại đây. Đừng đụng mấy giờ đó, lại đây con. Đây, đừng có đụng mất đó. Con kêu đừng có hái nhiều bông đang dịch đó con. Coi chồng vai rồi đó nha, đừng có lấy cái gì hết nha. Lại đi nè, con ngồi bên đây đi. Con ngồi, con dì hai ngồi đây, con ngồi đây. Hai đứa ôm ba. Ê Đình lại ngồi trước đây nè. Ê Đình Camille lại nó ngồi với mẹ con. Lại ngồi đi con. Để cho mẹ chụp hình thôi. Đình mặc mũ đẹp quá. Đi, lại đang với mẹ. Rồi ngồi xuống đi mẹ chụp hình cho nè. Đi. Ê Đình. Ồ. Bye bye Đình nha. Mẹ ngồi vô. Mẹ ngồi á, mẹ ngồi á. Ê Đình Camille. Ê Đình. Ngồi đây lát mẹ cho ăn cái mì bê nè. Ngồi xuống. You want a picture by yourself too? Ngồi đi nè. Ngồi đi nè. Vậy cũng được. Smile. Wonderful. Ừ, tí nè, tôi mang dép lại đi nè, đi là phải mang dép nha. Đi là phải mang dép. Không mang khẩu trang. Đạp lên cái gì sao? Nó đi. Hả? Không mang khẩu trang. Ai đây phạt mày? Lại đi con. Đâu thấy người nào đâu. Bíp bíp. Giờ tỉnh là qua đây tập thể dục xong rồi đẩy mấy cái cân. Lý do tại sao bạn tập thể dục? Lý do mà cho anh có suy nghĩ này này là cũng là cảm ơn cái người vợ hiền. Ở dưới hai đứa con Thảo, đứa nào nấy tối ngày nó dở cái bụng cho lên á. Đứa tay Út thì nó lấy cái ngón tay nó quấy vô cái lỗ rúng. Hai đứa con gái thì nó vọng vô bụng cho, nó nói bụng mày bự quá mà nó còn nói là ba mập nữa. Thì hồi nãy cho anh đã có nói bên kia lúc mà bước qua cầu rồi, mấy đứa con gái thì nó thật tình lắm, nó nói ba mập ủ hồ à. Còn vợ thì lúc nào cũng nói là nếu mà ông mập quá tôi bỏ ông luôn. Nghe một lý do rất nghe là bỏ, động lực sợ luôn. Quá sợ quá luôn, cái thấy gì nghiêng gia đình có 5 người 4 người đều cảm thấy mình mập rồi, cho nên là mình phải đi lập cái tập thể dục thôi. Cảm ơn hai người, cảm ơn câu trả lời đầy xúc tích. Đây xúc tích hay là xúc tích chân thật đó. Xúc tích quá trời thật luôn á, mình thích nói thật thôi, mình không thích giả dối. Ai đừng đi về hát dễ thương lắm ta đi ơi, hú hú chu chu cái miệng nữa đó. Có dừng té em ơi. Sister kia chờ em, sister chơi chỗ đó một chút xíu đi, chỗ đó mát rồi ba. Con chơi chỗ mát chút xíu. Bên này là nhà dân ở. Đó đi, bí thì đó đi. Ui, có múc ngọt kìa, đếm lại ba. Ui, có bướm nha, giữ lại hà đi nè, thấy trong hàng rào.
mọi người. Wow, cái này là bí hả? Có bụi mía nữa nè. Daddy, cây này cái gì Daddy hả? Daddy, cây này cái gì nhiều Daddy hả? Giống cái đậu quá hả? Con có gì đó? Flower. Oh, flower, màu gì con? Đúng rồi, purple, em giỏi quá. Con có flower màu purple ha. Mấy cái slide này nó cũng khóa nè ba. Đi đâu cũng đem xe hết nè mọi người thấy không? Đi đâu cũng mang xe. Con không cần ba lao nữa hả? Đi con, mình đi về con. Đi về nè. Yeah, I want ice cream too, but it's no more ice cream in my hand. Ice cream, ice cream. Daddy. Đây nè mọi người. Cái này là mình dùng để nướng thịt cho mọi người ha. Nếu mà mình ra phạt chơi á, hoặc là có picnic hay party gì á, mà mình làm ở ngoài phạt á, thì á, mình dùng mấy cái lò nướng này. Đó, mỗi nơi có một cái nha mọi người ha. Cái này mình có thể tùy mình nâng lên, nâng xuống nè. Cái độ cao thấp của nó nè. Còn á, bây giờ bên này nè, bàn ghế có sẵn nè. Có mấy lần gia đình Halina cũng tính tổ chức sinh nhật hoặc là tiệc ở ngoài này, tại vì nó gần nhà muốn tiện á, lâu lâu muốn đổi địa điểm. Đó, mấy bàn này bằng sắt. Ở xung quanh thì nó có những cái thùng rác để mình á, ăn uống rồi mình vứt rác vô, rất là tiện. Và nó còn, nó có còn vòi nước mà mọi người, nó có vòi nước tự động rửa tay nữa đó. Bên đó có phòng vệ sinh cho mình. Dạ, yeah, có nhà vệ sinh, có đồ khu vui chơi, slide cho con nít. Nếu mà không có cái khu vui này. Đúng rồi. Cái cho con xé con. Cái này là cái nhỏ thôi đó. Đúng rồi, cái phạt này rất là đơn giản nhỏ. Bình thường những cái phạt lớn á, nó đẹp lắm mọi người. Em ơi, con chừng té mới bị cái phút. No, 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 good. Đừng có ngửi nó con. Đi đi lại chỗ này nè. Okay. I know, đi con. Nó đều lên văng lại hết mọi người thấy không? Đừng ơi, nắng Đình ơi, no. Qua đây coi. Coi chừng đụng kìa con, Tina đụng đụng đụng. Nói mọi người thấy không? Nói tả cái này đi, rất là im. Đúng rồi. Coi chừng con, ba chạy với người ta kìa ba. Nó đi chơi lại hả? Thôi mọi người, cái này nè. Cái này em lắm mọi người, giống như là mút vậy đó. Con nít chơi mà té xuống á, là nó không có bị đau đó. Bình thường nó không có mấy cái vàng vàng này nó văng đâu. Mà giờ dịch trời nó không cho mình tụ tập á, nên nó để văng mấy tấm này đó. Đi con ơi, khắp á, come on. Đó, bình thường không có rác đâu, sạch sẽ. Mà giờ rác nó xả tùm lum. Đây ơi, chỗ này có người á, đi nắm con đi nha. Bye bye, Athena. Hả? Yes. Athena, scary. Athena, mommy go. No, don't touch flower. Thấy chưa, mommy nói con rồi yêu. Đi 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 con, đi con. Đi 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 nhanh lên, đi về con. Aiden về rồi, Aiden đi theo ba rồi. Anh đừng cho con đứng sát đó quá. Thôi, 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 thôi.
bây giờ mình đi về lại rồi. Này cũng gọi exercise rồi đó đã đi. Đi bộ một vòng thôi là cũng đủ exercise rồi. Cũng được mát mẻ. Chị hai đừng có bắt em thổi đó dơ. Thôi bắt em thổi em la luôn, sao bó tay luôn. Đi chị hai, chị hai. Đây có một cái đồ chơi khóa luôn, đóng luôn. Wow. Sao sao? Ồ, con chim hả con? Chim bự quá ha. Ờ, thằng nó cái gì nhát, nó bỏ chân xuống cát nó còn khóc nữa. Đó, cái đây là cái cầu, đi qua tới cái cầu này. Dạ, đây đi, nhưng mà dơ, dơ à. Trời ơi, coi này. Ê, cái con ba, nó chạy tới kia nó té đó ba, tới kia nó té đó. Đi qua khỏi cái cầu này là tới nhà rồi mọi người. Rất là gần cái thạc luôn. Be careful nha, nhìn đường nha con, té bây giờ. Đó, đây cái cầu này mọi người nha. Mỗi đoạn này có một cái cầu bắc ngang. Vậy là đi exercise, nhưng mà không đi bộ giờ cũng có exercise rồi. Wow, cái đó ô đúng rồi. Đi con, đi từ từ, không chạy sang đường nha, chờ mẹ nha, đi theo đường này nha. Đây là mọi người có cái hoa đẹp không nè. Cái đây này là cái trường học của con gái mình ha. Tina, do you remember your school? Do you miss your school, Tina? Your school ha. Your school không con? Ủa cái hoa đẹp quá. Nó rớt xuống đây quá trời. Pretty. Up there. Very pretty. Wow, it's so very pretty. Ah, hoa đẹp quá. Yeah. Đi thẳng nha, đi thẳng không thì qua nè, qua đi con. Đi qua đường này với mẹ đi đi nè. Con muốn đi nè. Còn cái đạp xuống đây. Đừng có làm nó rớt, uổng con. Cái đó xấu đi nè, vứt đi. Đi. Còn con biết lượm cái đẹp à? Úi dạ rớt, cái này đẹp, mấy mẹ toàn lượm cái đẹp không? Mẹ ơi. Hả? Mình biết ít con nhỏ mình thích. Ok, chu được rồi con, chu được rồi. Một đứa chu được rồi, đi. I can share. Mẹ cầm cho. Okay, mẹ cầm. Đi, cái này chiếu quá. Về phải rửa sạch mấy cái. Uh-huh. Đi con. I can hold it too. Đi nè. Your hair so long, ha. Hi. What one do you want? The long time no see. What? Yeah. Mom found the green one. Oh, small one. Give him small one. Well, small I like one. It. Small one. Okay. This one. This one, mommy. Cái này đẹp mà, để lại cho con. No. Here, David. Đi đi, con. Yes. Bye. You can finish. Bye. Hope you have a good. I have a Spider-Man. Mm-hmm. We got one too. But okay. Yeah.
Yeah. I got a book. Really, really I miss school. I want to see my friend Morgan. She's that girl that I hang out with. That's Morgan with the short hair that doesn't talk. She's shy to talk to friends about. Yeah. He don't know. He don't remember. It's not same class, Tina. Not same room. But he goes in the same park. Mẹ biết nhưng mà không nào. Okay, đi về con. Đang dịch ở gì? Yeah. Bye bye bạn đi. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. I like my friends. I like them. Okay, bye bye. Take care. Bye bye.